Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Long. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 121 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vua Sư Nhóm Dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 122 của bộ truyện này. đoạt mệnh giá y. Ngay khoảnh khắc khi Phương Minh nói ra bốn chữ này, Kiều Mậu không thể giữ vững thản nhiên được, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời thân thể cũng đang hơi rung. Cho dù Kiều Mậu không trả lời, nét mặt này của anh ta cũng đã khiến đám người diệt tử dù biết, Kiều Mậu bị Phương Minh nói trúng. Kiều Mậu, rốt cuộc chuyện này là sao? Ngày hôm nay nếu anh không nói rõ ràng cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này. Diệp Mai không nói gì, nhưng mà lăng sợ sở đã không thể nào mặc kệ được. Bạn thân tốt nhất của mình lại có nguy hiểm đến tính mạnh. Nếu không phải là đánh không có lại Kiều Mậu, hiện nay cô đã trực tiếp xông lên rồi. Kiều Mậu, tôi nói cho anh biết, nhà họ Kiều các anh đừng nghĩ bắt nạt được Diệp Mai, bằng không đừng trách chúng tôi không khách khí. Trương Thư Thần cũng theo chân mở miệng, Tuy rằng các cô chỉ là phụ nữ, nhưng thái độ này cũng đại biểu cho nhà họ Diệp cùng nhà họ Trương. Nói một chút đi, tôi cũng rất tò mò với bí mật bên trên bộ giá y kia. Phương Minh vẫn ung dung nhìn về Kiều Mậu. Anh thật sự yêu chị Diệp Mai, bằng không trước đây cũng sẽ không cố ý giả vờ chán ghét chị Diệp Mai. Hiện nay anh muốn đính hôn với chị Diệp Mai nhưng anh vẫn không thể nào bảo vệ chị Diệp Mai. Lẽ nào anh muốn nhìn chị Diệp Mai thành vật hy sinh vì nhà họ Kiều các anh sao? Ánh mắt của Kiều Mậu nhìn về Diệp Mai. Khi nhìn thấy ánh mắt Diệp Mai có chút sững sờ, trên mặt tràn đầy vẻ ấy náy. Một lúc sau thở dài một hơi nói. Mà thôi, cậu đã cũng nói nhiều như vậy rồi. Cho dù tôi có che giấu thêm cũng là vô ích tôi nghĩ chân tướng không sai biệt lắm so với suy đoán của cậu thấy kiều mậu nhìn mình phương minh không có trả lời đúng là hắn có một suy đoán nhưng chỉ là một suy đoán mơ hồ cụ thể vẫn cần phải đích thân kiều mậu nói đến phòng làm việc đi tôi sẽ nói tất cả mọi thứ cho mọi người biết kiều mậu đi về cửa phương minh gật đầu cũng đi theo sau đoàn người đi ra khỏi mật thất lại quay trở về phòng làm việc. Trong phòng làm việc, giá sách ngã xuống đất, mà Kiều Mậu không quan tâm đến sự hỗn loạn trong phòng làm việc, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp nhìn về bộ giá y đang được treo trên tường. Một lúc sau, anh ta mới thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Trước khi nói cho mọi người biết chân tướng, để tôi nói cho mọi người nghe một câu chuyện xưa xin lắng nghe phương minh cười cười đáp hơn một trăm năm trước khi đó vương triều phong kiến đổ nát tiến nhập trạng thái quân phiệt hỗn loạn cao tầng của cả nước bắt đầu xào bài bảo rất nhiều ngành nghề truyền thống cũng phải chịu trùng kích ngành nghề thợ may liền là một trong số đó trong câu chuyện xưa của kiều mậu thời gian bị kéo đến năm tháng hỗn loạn đó lúc kia chiến hỏa liên miên nhà họ Kiều ở thủ đô lại không phải chịu quá nhiều trùng kích cùng thương tổn. Bởi vì tay nghề may mặt của nhà họ Kiều nổi danh tốt, mà cho dù là quân phiệt nào đến thủ đô đều cần chế tác quần áo, có danh khí nhất đương nhiên là nhà họ Kiều cũng được hoan nghênh nhất. Việc làm ăn của nhà họ Kiều rất tốt, nhưng mà khi đó gia chủ nhà họ Kiều lại làm một chuyện lớn, bởi vì nhiều năm may quần áo cho hoàng gia nên trong lòng người nhà họ Kiều đối với Hoàng Quyền là thâm căn cô đế. Lúc đó tử cấm thành bị viên thế khải chiếm, một vị phi tử trong cung được giấu tới nhà họ Kiều. Hoàng đế cuối cùng của Triều Thanh là Phổ Nghi, bên ngoài đồn rằng ông ta không có hậu đại. Nhưng mà trên thực tế, từ trước khi viên thế khải muốn bức vua thoái vị, Hoàng thất đã nhận được tin tức, mà Phổ Nghi càng là lén lút sủng hạnh năm sáu người phụ nữ chỉ hy vọng có thể khiến cho huyết mạch của hoàng thất không bị phản tặc giết nhưng lúc kia tử cấm thành đã bị quân của viên thế khải bao vây người thường căn bản không ra được chỉ có nhà họ kiều bởi vì may quần áo cho hoàng thất mới có thể ra vào tử cấm thành chính là dựa vào tiện lợi này một vị phi tử được phổ nghi sủng hạnh lúc trước mới có thể được len lén đưa ra khỏi cung đương nhiên phi tử này không phải là phi tử chân chính, mà là một vị cung nữ. Dù sao, viên thế khải đối với thành viên hoàng thất đều rất rõ ràng. Nếu như thiếu một phi tử thì sẽ bị phát hiện ra ngay. Chỉ có cung nữ mới tránh được đôi mắt của viên thế khải. Người cung nữ này mang theo mầm mống của hoàng thất cùng thánh chỉ, được sắc phong làm phi đi tới nhà họ Kiều. Thánh chỉ này chính là minh chứng thân phận của cung nữ này nếu như người cung nữ này thật sự sinh ra huyết mạch hoàng thất như vậy dựa vào thánh chỉ có thể hiệu triệu lực lượng còn sót bên ngoài của hoàng thất lúc kia hoàng thất đối với giang sơn của mình còn chưa hoàn toàn buông tha mà nhà họ kiều chính là một trong những lực lượng ngầm của hoàng thất cuối cùng vị phi tử kia thật sự mang thai chỉ có điều lại sinh ra một cô con gái mà lúc này lực lượng hoàng thất cũng chầm rãi tiêu tan. Biết phục quốc là vô vọng, vị phi tử kia không muốn tương lai của con gái mình bị phục quốc mà rơi vào nguy hiểm, cho nên cũng không nói ra thân phận hoàng thất của con gái mình. Dù sao khi trước, vị phi tử này chẳng qua chỉ là một cung nữ, đối với hoàng thất cũng không có bao nhiêu độ trung tâm, chẳng qua vì cảm ơn nuôi dưỡng của nhà họ Kiều. Cô ấy quyết định để con gái mình Gã cho thiếu gia một đời nhà họ Kiều. Thời điểm đó, nhà họ Kiều đã không còn vinh quang như trước kia, cũng chỉ còn hơi tốt một chút so với dân chúng bình thường. Chẳng qua, khi vị phi tử kia rời khỏi cung, lúc trước đã mang theo không ít thứ từ trong cung ra, trong đó có một bộ giá y. Nghe nói, bộ giá y này do người trong cung chuẩn bị cho đứa bé trong bụng lúc trước, nếu như công chúa thì đó chính là giá y. Còn nếu như đưa bé trong bụng là con trai, thì đây chính là bộ giá y dành cho Thái tử Phi tương lai. Hôn lễ được cử hành trong khiêm tốn, mà sau khi vị công chúa này được gả cho nhà họ Kiều, chợt bắt đầu chậm rãi trợ giúp nhà họ Kiều đi lên con đường phục hưng. Nhà họ Kiều trên tay của cô ấy lại bắt đầu lộ ra huy hoàng. Nhà họ Kiều trong câu chuyện này là ai? Tôi tin tưởng mọi người đã biết chính là nhà tôi. Mà vị công chúa kia chính là bà tổ nội của nhà họ Kiều tôi. Ánh mắt của Kiều Mậu nhìn về mọi người, câu chuyện này cũng không quá kinh tâm động phách, điểm sáng duy nhất chính là thân phận bí ẩn của bà tổ nội nhà họ Kiều, hậu duệ hoàng thất triều đại nhà Thanh. Kiều Mậu, đây là chuyện nhà họ Kiều các anh, anh nói những chuyện này cho chúng tôi thì có ý nghĩ gì? Hậu duệ hoàng thất triều nhà Thanh thân phận này ở thời dân quốc có lẽ còn có chút tác dụng thế nhưng ở xã hội hiện đại này hoàng quyền đã sớm sụp đổ hậu duệ hoàng thất cũng chẳng qua là một thân phận bình thường thôi bởi vì bộ giá y kia chính là bộ trên tường này kiều mậu chậm rãi nói cái gì trên mặt đám người lăn sợ sở lộ ra khiếp sợ phải biết rằng thái tổ nội của kiều mậu chính là người ở thời dân quốc mà bộ giá y này còn là do vị phi tử kia mang ra ngoài từ hoàng cung, do đó lịch sử của nó càng thêm xa xưa. Nhưng bộ giá y trước mặt này rõ ràng là một bộ giá y mới, tại sao có thể là bộ được đưa ra khỏi hoàng cung lúc ban đầu kia? Tôi biết mọi người rất khó tin, nhưng sự thật là vậy. Bộ giá y này chính là bộ mà thái tổ nội tôi mặc trước kia. Ngoài ra tôi có thể nói cho mọi người biết bộ giá y này ngoài trừ thái tổ nội tôi từng mặt còn có bà nội tôi cũng từng mặt kiều mậu dường như triệt để thả lỏng cũng không dâu diếm lập tức ý vị thâm trường tiếp một câu mặt khác tôi sẽ nói cho mọi người biết một việc nhà họ kiều tôi tổng cộng có hai lần gia đạo sa sút hai lần huy hoàng mà hai lần huy hoàng này theo thứ tự là trên tay thái tổ nội cùng bà nội tôi đám người ở đây đều không phải người ngu. Dùng ý riêng bên trong lời của Kiều Mậu, các cô cũng nghe rõ. Đó chính là bộ giá y này không có đơn giản. Chờ đã, tôi còn có chút không rõ. Chuyện này thì quan hệ gì với an nguy của Diệp Mai? Bà nội anh đem giá y đưa cho Diệp Mai. Vậy dựa theo lời anh nói, nhà họ Kiều trên tay Diệp Mai sẽ lại phát dương quan đại. Vậy đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Lăng sợ sợ chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng, càng nghĩ càng không hiểu. Trên mặt kiều mậu mang theo nụ cười khổ, hiển nhiên nội dung đằng sau anh ta có chút không muốn nhắc. Nhưng đến lúc này rồi, anh ta cũng biết dấu diếm không có ý nghĩ gì. Tôi cho mọi người xem hai tấm hình. Kiều Mậu lấy một quyển sách từ trên giá sách xuống, sau đó mở sách ra, từ bên trong rút ra một cái chìa khóa tiếp theo lại ngồi xổm xuống ngay dưới bàn. Không bao lâu sau, đám người lăng sợ sở, sở liền nghe được âm thanh khóa được mở. Này, các người thật là... Nghĩ đến kiều mậu không chỉ làm một cái mật thất, hơn nữa còn làm một cái không gian tối dưới bàn sách. Đám người lăng sợ sở, sở đều không biết phải nói ra sao. Không bao lâu sau, kiều mậu đứng lên, trên tay cầm một cái hộp. Hộp mở ra ánh mắt mọi người lập tức nhìn về nơi ấy. Kết quả lại phát hiện trong hộp chỉ để vài tấm hình. Vài tấm hình trắng đen đã bị ố vàng. Vài tấm hình mà thôi. Anh có cần cất giấu bí ẩn như vậy không? Trần Trạch có chút chán ngán nói. Nếu cậu biết tấm hình này có ý nghĩa ra sao, cậu sẽ không nói như vậy đâu. Kiều Mậu đưa mắt nhìn về Trần Trạch, lấy những tấm hình này ra. Bức ảnh đầu tiên là hình kết hôn trên tấm ảnh chỉ có hai người đây là ảnh kết hôn của ông tổ nội cùng bà tổ nội của tôi sau khi đưa ảnh chụp cho mọi người xem kiều mậu lại lấy ra tấm ảnh thứ hai đây cũng là một tấm hình kết hôn trên tấm ảnh cũng chỉ có một nam một nữ chỉ có điều từ cách ăn mặc mà xem người trên tấm hình này rõ ràng thời thượng hơn tấm hình đầu tiên một chút tấm hình này là hình kết hôn của ông nội tôi cùng bà nội tôi. Hai tấm ảnh kết hôn, đám người lăng sợ sở không nhìn ra vấn đề gì. Chẳng qua khi Kiều Mậu lấy ra một bức ảnh trắng đen khác, khiến cho mọi người đều kinh hô thành tiếng. Trong tấm ảnh là hình hai người phụ nữ có tuổi, trang phục khác nhau, niên đại khác nhau, nhưng mà khuôn mặt hai người trong hình lại giống nhau như đúc, kể cả nụ cười cùng thần thái. Hai người này chính là thái tổ nội cùng bà nội của tôi." Kiều Mậu cười gượng mở miệng nói, "Điều này là không có khả năng." Lăng Sở Sở đoạt lấy hình trên tay của Kiều Mậu, lấy hai bức ảnh kết hôn lúc trước ra, chỉ vào hai người phụ nữ bên trên sau đó nói, "Thái tổ nội của anh cùng bà nội anh lớn lên căn bản không có giống nhau, làm sao có thể già rồi lại giống như nhau?" "Kiều Mậu à, không phải là anh cố ý làm giả vài tấm hình." sau đó biên tạo một cố sự để gạt chúng tôi chứ? Trương Thư Thần cũng dùng ánh mắt hoài nghi hỏi. Tôi lừa các người thì có ích gì cho tôi? Kiều Mẫu lắc đầu. Trên thực tế, tôi cũng nhờ một sự trùng hợp mới phát hiện ra tấm hình này. Lúc đó khiếp sợ của tôi không nhỏ hơn so với mấy người. Ngoài ra mấy người có biết vì sao khi còn bé tôi lại cố ý giả vờ chán ghét dịp mai hay không? đám người lăn sợ sở lắc đầu, mà ánh mắt của Phương Minh trong nháy mắt chăm chú nhìn Kiều Mậu, chờ đợi đáp án của anh ta. Bởi vì từ nhỏ, bà nội tôi đã nói cho tôi biết, giá y này là chuẩn bị cho vợ tôi, mà tôi đã từng thấy bà nội tôi mặc bộ giá y này bỏ vào trong quan tài của thái tổ nội tôi. Kiều Mậu từ nhỏ đã do bà nội bồi dưỡng lớn lên, cho nên từ lúc ba tuổi anh ta đã ở cùng bà nội ở tại trong đại trạch của nhà họ kiều bà nội kiều mậu ở trong hậu viện của đại trạch này viện này cho dù là những người khác nhà họ kiều nếu như không được bà nội của kiều mậu đồng ý thì tuyệt đối không được bước vào mà bởi vì kiều mậu còn nhỏ nên mới có thể tùy ý ra vào cũng chính bởi vì điều này mà năm kiều mậu sáu tuổi khi anh ta tới nhà vào lúc nửa đêm đã từng thấy bà nội mình ăn mặc giá y tiên diễn bò vào bên trong một cổ quan tài khi đó kiểu mậu bị một mạng này kích thích thật sâu vì vậy còn phải sốt tới 3 ngày bất quá khi đó cũng chính bởi vì sợ hãi cho nên anh ta ngược lại không nói chuyện này ra chỉ yên lặng ghi tạc trong lòng thật ra chuyện lần đó đã tạo thành trùng kích rất lớn đối với tôi mà những hình ảnh này là tôi lấy được từ trong nhà cũ sau khi trưởng thành kiều mậu cũng không nói anh ta lấy được ra sao thế nhưng trong lòng phương minh hiểu kiều mậu đang âm thầm điều tra bà nội mình kể cả thái tổ nội của anh ta loại chuyện bí ẩn dính tới thời nhà thanh này sợ rằng những trưởng bối cũng sẽ không nói ra thậm chí sẽ còn lựa chọn chôn vùi trong bụi bặm lịch sử anh muốn nói bà nội anh mặc giá y vào sau đó bò vào trong quan tài của thái tổ nội anh. Bà bà nội anh vốn không giống thái tổ nội của anh, nhưng tới sau này dĩ nhiên biến thành cùng một người. Trần Trạch gãi đầu, hắn cảm giác tế bào não của mình có chút không có đủ dùng. Kiều Mậu, chẳng lẽ thái tổ nội của anh không được hạ tán, quan tài cứ đặt như vậy trong nhà sẽ không hư thối sao? Lăng sợ sợ hỏi, toàn bộ người trong nhà họ Kiều chúng tôi sau khi chết đi đều được hạ tán. Nhưng Thái tổ nội thì không. Hơn nữa chỉ sợ bà nội tôi cũng sẽ không được chôn dưới đất. Nghe được câu trả lời của Kiều Mậu, Lăng sợ sở, sở trầm mặt. Những người khác ở đây cũng bắt đầu hấp thu ý trong lời mà Kiều Mậu nói. Toàn bộ nhà họ Kiều chỉ có Thái tổ nội cùng bà nội của Kiều Mậu sau khi chết thì không được chôn cất dưới đất. Mà hai người lại có nhiều điểm tương đồng như vậy khuôn mặt ngày càng giống cùng chấn hưng nhà họ kiều đều mặc qua bộ giá y kia còn có thói quen của chị diệp mai diệp tử du nhẹ giọng nói lập tức dường như nghĩ tới điều gì con người sáng ngời vấn đề không phải xuất hiện trên bộ giá y này sao không sai vấn đề liền xuất hiện trên bộ giá y này kiều mậu gật đầu thừa nhận trên thực tế sau khi tôi thành niên vẫn đang điều tra chuyện của thái tổ nội cùng bà nội tôi rốt cuộc phát hiện ràng buộc duy nhất giữa thái tổ nội cùng bà nội chính là bộ giá y này nếu như giá y này có vấn đề vậy mẹ anh mẹ tôi chưa từng mặc qua bộ giá y này kiều mậu biết mọi người đang suy nghĩ gì trực tiếp trả lời người ngoài đều cảm thấy nhà họ kiều tôi cùng nhà họ diệp là thế giao nhưng có rất ít người biết trước đây khi nhà họ kiều chúng tôi quen biết nhà họ diệp nhà họ diệp chẳng qua là một gia tộc nhỏ mà lúc đó nhà họ kiều chúng tôi cũng đã lũng đoạn một nửa chuyện kinh doanh vải vóc ở thủ đô sở dĩ sau đó giao cho nhà họ diệp cũng là quyết định được đưa ra ngay sau khi bà nội tôi nhìn thấy diệp mai người ngoài đều cho rằng tôi cùng Diệp Mai là Thanh Mai Trúc Mã. Đều cảm thấy bà nội tôi thích Diệp Mai, muốn Diệp Mai làm cháu dâu của nhà họ Kiều. Nhưng những người này cũng không biết, sợ dĩ bà nội tôi thích Diệp Mai. Đó là bởi vì Diệp Mai có thể mặc giá y này. Sau khi nói tới đây, ánh mắt của Kiều Mậu nhìn về bộ giá y được treo trên tường. Trong mắt có thận sắc phức tạp, sau đó lại nhìn Diệp Mai, nét mặt biến thành hổ thẹn. Năm Diệp Mai 4 tuổi đã từng đến tổ trạch của nhà họ Kiều tôi chơi đùa. Lúc đó bà nội tôi rất là thích Diệp Mai, mà mọi người cũng đều không để trong lòng. Dù sao những người già thường hay yêu thích trẻ nhỏ, cho nên nhìn thấy bà nội dẫn theo Diệp Mai đi đến hậu viện đều không có suy nghĩ nhiều. Mà lúc đó bởi vì tôi bị bệnh, vừa vặn đang ngủ ở hậu viện. Cho nên, tôi tận mắt thấy bà nội lấy giá y ra dĩ nhiên lê giá y kia khoác lên trên người của diệp mai các người có thể tưởng tượng cái loại hình ảnh này sao một bé gái 4 tuổi ăn mặc giá y diễm lệ còn bên cạnh bé gái là bà nội tôi đang tươi cười dáng tươi cười này tôi mãi mãi không thể nào quên sau khi kiều mậu nói thế đây sắc mặt có chút tái nhợt bởi vì hình ảnh kia cả đời anh ta đều không thể nào quên Thậm chí so với chuyện anh ta thấy bà nội anh ta bò vào trong quan tài của thái tổ nội, càng làm cho anh ta khắc sâu. dáng tư cười này, đó là dung hợp giữa tham lam, đố kỵ còn có giải thoát, dáng tư cười này rất là phức tạp. Lúc này đám người lăng sợ sở chỉ cảm thấy da đầu tê dại, khiến một bé gái 4 tuổi mặc vào giá y, rốt cuộc trong lòng bà nội kiều mậu biến thái ra sao. Lúc kia, tuy rằng tôi không biết hành động khác thường của bà nội đại biểu cho cái gì, nhưng mà tiềm thức nói cho tôi biết, không thể để cho Diệp Mai trở thành vợ tôi, bằng không mà nói chính là hại Diệp Mai. Cho nên kể từ lúc đó, tôi cố ý làm ra bộ dáng rất là ghét Diệp Mai, cho rằng như vậy thì có thể bỏ đi ý niệm trong đầu của bà nội tôi. Trên mặt kiều mậu mang theo nụ cười khổ, mà lúc này Diệp Mai lại sững sờ đám người lăng sợ sở, sở cũng trầm mặt không nói. Các cô không nghĩ tới, chân tướng sự tình dĩ nhiên là như thế. Cho nên, những năm gần đây, anh ngoại trừ đang điều tra chuyện giá y. Anh còn âm thầm học tập may vá, bởi vì anh hy vọng bản thân có thể may ra một bộ giá y giống như đúc, sau đó tráo với bộ giá y kia. Anh cảm thấy như vậy dịp mai liền không có việc gì. Phương Minh nhìn Kiều Mậu đối với mục đích của kiều mậu khi hắn nhìn thấy mấy bộ giá y thất bại trong võ trúc ở mực thất thì hắn cũng đoán ra không sai tôi thật sự nghĩ như vậy nghĩ đến kế ly miêu hoáng thái tử kiều mậu như thực chất thừa nhận trương thư thần nghe kiều mậu đáp đầu nghiêng qua một bên sau khi suy nghĩ một chút thì nói không cần phải phiền phức như vậy nếu anh đã cảm thấy giá y này dở trào quỷ vậy hoàn toàn có thể hủy diệt bộ giá y này, hoặc là tự mình trộm đi, đến lúc đó lại nói nó bị trộm mất rồi, bà nội anh cũng không thể nói cái gì. Không có tác dụng đâu. Kiều Mậu lắc đầu đáp. Phương pháp cô nói tôi đều đã thử qua. Mấy năm trước tôi liền len lén lẻn vào gian phòng bà nội tôi, trộm bộ giá y này đi. Nhưng sau khi trộm xong, tôi trực tiếp ném bộ giá y này vào sâu trong rừng. Nhưng các người biết kết quả cuối cùng là gì không đám người lăng sợ sở lắc đầu biểu thị không biết kết quả là khi tôi vừa mới về nhà liền thấy bà nội tôi cầm một bộ giá y trên tay đang dùng chỉ may may vá vá còn nói trong nhà có con chuột bò vào căng nát ống tay áo của bộ giá y này nhưng các người biết không vết rách trên bộ giá y này là lúc tôi vứt bỏ bộ giá y đó phẫn nộ cùng khủng hoảng dâng lên đền đã xé rách cho nên giá y này chính là bộ mà tôi đã nhét vào trong rừng kia sắc mặt của kiều mậu tái nhợt thử nghĩ mà xem ai chân trước mới vứt bỏ một món đồ một khắc sau nó lại xuất hiện trước mặt mình mà có thể không cảm thấy khủng hoảng bắt đầu từ khi đó kiều mậu liền biết muốn vứt giá y là chuyện không thể nào thậm chí cho dù muốn hủy đều không hủy được cho nên anh ta chỉ có thể dùng biện pháp thay mận đổi đào để xử lý. Anh Phương Minh à, giá y này rốt cuộc có gì bí mật? Diệp Tử Du trực tiếp đưa mắt nhìn về Phương Minh, bởi vì cô biết nhất định là Phương Minh có thể đoán được xảy ra điều gì. Nếu không mà nói, cũng sẽ không khiến Kiều Mậu triệt để buông phòng bị, nói ra bí mật trong lòng. Thái tổ nội của anh Kiều là người thời dân quốc mà hành động của chị Diệp Mai cũng càng lúc càng giống phong cách thuộc nữ danh viện thời dân quốc này. Lại thêm anh Kiều vừa nói một số hành động kỳ quái của bà nội anh ta. Đây hết thảy kỳ thực đã có thể nói rõ vấn đề rồi. Phương Minh không tiếp tục thừa nước đục thả câu mà nhế miệng nói tiếp. Nếu như tôi đoán không nhầm, bộ giá y này hẳn là một bộ giá y phụ linh mà bà tổ nội của nhà họ Kiều là là hậu duệ hoàng thất triều nhà thành hiển nhiên đây là thủ đoạn của đạo tác mãn đạo tác mãn đám người lăn sợ sở đều cảm thấy đầu óc mơ hồ đưa mắt nhìn về phương minh anh phương minh à anh nói đạo tác mãn có phải là chỉ đệ tử xuất mã ở phương bắc kia diệp tử du cũng hơi có chút hiểu rõ đạo tác mãn bởi vì phương minh cô đã từng xem qua không ít điển tịch ghi chép Liên quan tới tôn giáo, trong đó có nhắc tới đạo tác mãn, mà đệ tử xuất mã ở phương Bắc chính là một loại tụt duyên của đạo tác mãn. Cái gọi là đệ tử xuất mã, rất nhiều người có thể cảm thấy xa lạ, nhưng nếu như nhắc tới khiêu đại thần hoặc là vua bà, người phương Bắc sẽ không xa lạ gì. Ở những hương trấn phương Bắc, gần như mỗi một trấn đều sẽ có một đệ tử xuất mã, tự xưng là được thần tiên nhập vào người đặc biệt giải quyết vấn đề khó khăn mà người dân ở vùng phụ cận 10 dặm gặp được. Loại người này có một đặc điểm, đó chính là lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái điên cuồng, đương nhiên là người ngoài miêu tả. Dựa theo cách nói của đệ tử xuất mã, đây là thần linh phụ thân. Đệ tử xuất mã là một chi nhánh của đạo tắc mãn thôi. Đạo tắc mãn rất là thịnh hành vào thời nhà Thanh, nhất là khi đó trong hoàng thất của triều đại nhà Thanh càng có không ít đệ tử tác mãn mà thứ đạo tác mãn am hiểu chân chính là bản lĩnh trên phương diện linh hồn kỳ thật ngay từ đầu tôi đã phát giác bộ giá y này có gì quái lạ thế nhưng loại cổ quái này ngay cả tôi cũng không nói lên được có nghe qua chuyện mượn xác hoàng hồn nhưng chưa từng nghe qua chuyện dựa vào một cái giá y đến hoàng hồn huống chi bộ giá y này nếu thật có kèm theo hồn phách cũng không có khả năng tránh được ánh mắt tôi đây cũng là nơi khiến tôi cảm thấy nghi ngờ lúc trước. Khóe miệng của Phương Minh cong lên, tiếp tục nói. Nhưng nếu như xuất phát từ tay của Đạo Tác Mãn, liền có thể giải thích rõ ràng. Đạo Tác Mãn có rất nhiều nghiên cứu thần bí, trong đó tương đối nổi danh liền có Phụ Linh. Phụ Linh? Có phải giống như thần linh phụ thể của mấy người Đạo Tác Mãn? Đường Diễm hỏi. Không phải. Phương Minh lắc đầu đáp thần linh phụ thể là của đệ tử xuất mã, mà phụ linh của đạo tác mãn là nguyên thủy nhất. Hơn nữa, hình thức cực kỳ đa dạng. Nhưng có thể khẳng định một điều, phụ linh cùng thần linh phụ thể có một điểm giống nhau, chính là đều có thêm yêu cầu đối với vật dẫn. Đệ tử xuất mã được thần linh phụ thể, đương nhiên, cũng có yêu cầu nhất định đối với đệ tử xuất mã. Không phải ai cũng có thể trở thành đệ tử xuất mã, mà phụ linh cũng giống như vậy, không phải ai cũng có thể phụ linh. Có thể xác định, trước đây, bà nội của anh Kiều đã chắc chắn dịp mai phù hợp điều kiện phụ linh. Cho nên, mới muốn mặc bộ giá y kia lên trên người dịp mai. Chẳng qua, chân tướng chân chính của bộ giá y này, sợ rằng cũng chỉ có bà nội của anh Kiều mới biết rõ. Nhà cũ của nhà họ Kiều là một gian tứ hợp viện ở thủ đô. Với tư cách là một gia tộc có lịch sử trăm năm ở thủ đô. Nhà cũ tứ hợp viện của nhà họ Kiều cực kỳ rộng rãi. Ngoài trừ tiền viện cùng hậu viện, ở Trung gian còn có hành lang gấp khúc cùng hoa viên, có thể nói là đại trạch của nhà giàu có chân chính. Phương Minh, cậu chắc chắn chúng ta không cần gọi thêm vài người cùng tới sao? Tại sao tôi cảm thấy có chút sợ hãi? Dù sao thì đây cũng là đại bản doanh của nhà họ Kiều. Nếu như bà nội của Kiều Mậu kia muốn làm chuyện gì gây bất lợi với chúng ta thì sao? Đứng ngay cửa đại viện của nhà họ Kiều, Trần Trạch có chút do dự, mà đường diễn một bên lại không ngoài dự đoán trừng mắt liếc sang Trần Trạch. Chúng ta nhiều người như vậy, anh còn sợ cái gì? Chẳng lẽ nhà họ Kiều là đồng rồng hang hổ hay gì? Hơn nữa không phải ở đây còn có Phương Minh sao? Đối với bản lĩnh của Phương Minh, Đường Diễm thế nhân cũng biết đôi chút, cho dù là khi còn ở Sùng Dương hay bên trong Thính Phong Nhai, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của Phương Minh. À cũng đúng hả. Trần Trạch cũng nhất thời hoảng hốt, chẳng qua rất nhanh liền kịp phản ứng, vẻ kinh hoàng trên mặt biến mất, đi theo đoàn người Phương Minh vào trong đại trạch. Đại viện của nhà họ Kiều tuy rằng rất lớn, nhưng người ở trong cũng không phải rất nhiều. chỉ ít khi kiều mậu dẫn theo đám người phương minh đi vào tiền viện vẫn không nhìn thấy một người nào ba mẹ tôi không ở nhà cũ chỉ có mỗi cuối tuần mới sẽ trở về nhà cũ ăn cơm hơn nữa nhà họ kiều chúng tôi năm đời vẫn luôn đơn truyền cho nên cũng chẳng có bao nhiêu thân thích ngày bình thường trong nhà cũ này ngoại trừ bà nội tôi ra cũng chỉ có dì lưu phụ trách chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của bà nội tôi cùng hai dị bảo khiết phụ trách quét tước vệ sinh. Kiều Mậu một bên giải thích. Có một nhà cũ là tứ hợp viện lớn như vậy, nhưng không nghe thấy tiếng người, thật sự sẽ cho người ta cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhất là trước đó Kiều Mậu còn giảng thuật hành vi quỷ dị của bà nội anh ta. Cậu Mậu trở lại rồi sao? Tại sao không gọi điện thoại báo trước một chút? Tôi nói phòng bếp chuẩn bị thức ăn mà cậu Mậu thích. Ngay khi Kiều Mậu dẫn theo đám người Phương Minh đi về phía hậu viện, ở vị trí của cửa hậu viện có một bà lão đi ra. Khi nhìn thấy đoàn người Phương Minh, bà lão sửng sốt một chút rồi lập tức nói: "Mở chủ cũng tới sao? Những người này hẳn đều là bạn bè của cậu Mậu cùng Mở chủ đi." "Dì Lưu, những người này đều là bạn của tôi. Tôi là tới tìm bà nội, hiện nay bà nội có bên trong không?" Kiều Mậu gật đầu, lập tức trực tiếp nói ra mục đích. Cậu Mậu, cậu hoàn toàn không hiểu bà cụ sao. Mỗi ngày vào lúc này, bà cụ đều tại hậu viện niệm kinh. Mà đây cũng chính là thời gian bà cụ niệm kinh. Được rồi, tôi đi tìm bà nội. Ôi cậu Mậu à, khi bà cụ niệm kinh, không muốn bị người ngoài quấy rầy đâu. Tôi thấy hay là cậu Mậu dẫn theo mở chủ, còn có những người bạn này đi tới tiền viện ngồi một lát. Đợi khi bà cụ niệm xong, tôi lại nói cho bà cụ biết. Dì Lưu chắn trước mặt người Kiều Mậu, ngăn cản Kiều Mậu đi ra sau. Chẳng qua trong khi bà ấy ngăn cản Kiều Mậu, Phương Minh vẫn đứng phía sau, đột nhiên có động tác. Bóng dáng Phương Minh biến mất tại chỗ, mà đám người Kiều Mậu lập tức thấy một bóng người nhanh như chớp xông vào trong hậu viện. Dì Lưu kinh hồn một tiếng xoay người muốn ngăn, nhưng mà căn bản không kịp hậu viện nhất định xảy ra chuyện gì rồi bằng không anh phương minh sẽ không xông vào như vậy đâu diệp tử du là người hiểu rõ phương minh nhất không gặp phải tình huống vô cùng khẩn cấp hẳn là phương minh sẽ không làm ra chuyện xung động cũng không lễ phép như vậy trong nhà của người khác chúng ta cũng vào đi ngay được lời giải thích của diệp tử du sắc mặt kiều mậu cũng biến hóa một chút trực tiếp vượt qua người dì lưu, bước nhanh vào cửa hậu viện. Những người khác đương nhiên cũng vọt vào theo. Đợi khi đám người kiều mậu tiến vào hậu viện, liền phát hiện Phương Minh đứng trước cửa phòng chính hậu viện, đưa lưng về họ vẫn không nhúc nhích. Phương Minh à, xảy ra chuyện gì? Lăng sợ sở, sở nhìn bóng lưng của Phương Minh, nghi ngờ hỏi. Mọi người tự vào mà xem đi. Giọng nói trầm thấp của Phương Minh truyền ra đám người lăn sợ sở mang theo hiếu kỳ cũng đi về phòng chính. Sau khi các cô bước vào, nhìn rõ ràng tình huống bên trong phòng, Trương Thư Thần là người đầu tiên kêu lên sợ hãi. Sắc mặt bọn người Diệp Tử Du cũng trở nên tái nhợt, môi đều đang rung rung. Mà Trần Trạch cùng Lăng Duy, hai người đàn ông này tuy rằng biểu hiện tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Duy chỉ có trên mặt kiều mậu lộ ra phẫn nộ, ánh mắt nhìn chọc chọc vào phía trước ngay tại phía trước anh ta có một người già ngồi trên ghế khuôn mặt an tường. Nếu như không nhìn đầu người già này, sẽ tưởng rằng đây là một người già đang ngủ say. Trên đầu người già, da đầu bị sốc lên, ở chính giữa đầu lâu cắm một cây hắc kiếm. Điều quỷ dị là không hề có chút máu nào xuất hiện trên đầu, nhưng da đầu đỏ tươi này cũng đã đủ khiến cho người ta sợn tóc gáy. Trạng thái tử vong thảm liệt cùng khuôn mặt an tường hai loại tình cảnh cực đoan này dùng hợp cùng nhau. Loại cảm giác quỷ dị này ngay cả phương minh cũng hơi nhíu mày. Trên thực tế, sở dĩ lúc trước hắn sẽ lập tức xông vào, cũng là vì cảm nhận được trong hậu viện có mùi máu tươi. Nhưng hắn không ngờ bà nội kiều mậu dĩ nhiên đã chết rồi. Hơn nữa còn là kiểu chết như thế. Kiều, kiều mậu à, đây là bà nội của cậu sao? lúc lăng sợ sợ nói cảm giác hàm răng của mình đều đang rung bà cụ dì lưu chạy theo sau thấy cảnh tượng trước mặt kinh hồ một tiếng sau đó cả người đột nhiên sùi lơ trên đất bất tỉnh mọi người ở đây trước một lát nữa tôi sẽ trở lại ánh mắt của phương minh nhìn dì lưu té xuống đất sau đó ánh mắt nhìn về một phương hướng ở ngoài viện mà theo sau chính là thân ảnh một lần nữa biến mất Tại vị trí hoa viên của tứ hợp viện, Phương Minh đánh một quyền về mặt một cây đại thụ. Mà theo quả đấm này của hắn hạ xuống, sau cây đại thụ có một bóng đen chợt lóe. Là anh. Một đấm này làm cho đối phương hiện thân. Phương Minh cũng không ra tay mà cau mày nhìn về bóng người này. Nhà, tôi nói cậu người này thật là xấu vô cùng. Tốt xấu gì, chúng ta coi như đã quen biết lâu rồi vậy mà cậu nặng tay như vậy, thiếu chút hại người ta thụ thương, thật sự là bạc tình bạc nghĩa, đàn ông quả nhiên đều làm bóng heo. Thanh âm dịu dàng đáng yêu từ trong miệng bóng đen truyền ra, nhưng mà khoái miệng Phương Minh co quắp, kiềm chế kích động, muốn đè người kia xuống đánh một trận, trầm giọng hỏi: tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này? là anh đã giết người già nhà họ Kiều Ưng. Cậu nhà, cái người không có lương tâm. Hà tất biết rõ rồi còn cố hỏi. Nếu như tôi giết người già của nhà họ Kiều, đoán chừng hiện nay cậu sẽ không nói chuyện với tôi, mà là xông lên giết chết tôi rồi. Anh có thể thử tiếp tục dùng lại giọng điều này để nói chuyện đi. Thôi được rồi, được rồi, không có đùa cậu nữa. Cậu cái người này thật là không có tình thú. Phương Minh cảm giác tự mình gần như không thể khống chế được hai tay mình. Một người đàn ông lại đi nói chuyện tình thú với mình, là muốn thấy được vẻ mỹ lệ khi cúc hoa bào mãn sơn sao. Nếu như tôi nói tôi xuất hiện ở chỗ này, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn cậu có tin không? Lưu Nguyệt nhìn Phương Minh, hơi hất mặt, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mái tóc bằng phẳng của mình, có vẻ tuấn giật mười phần. Có một loại đàn ông, khi làm giống tay điều đà hay cố ý vuốt tóc như vậy, sẽ khiến cho người ta thấy rất tởm mà còn có một loại đàn ông khác lại mang tới một loại cảm giác quyến rũ đến yêu diễm. Lưu Nguyệt chính là loại đàn ông như thế. Anh nói đi, tôi có nên tin anh hay không? Trong viện Phương Minh nhìn Lưu Nguyệt, thời gian một năm trôi qua, Lưu Nguyệt vẫn là một bộ dáng bất cần đời như trước, nhưng mà trong lòng Phương Minh lại tăng hệ số nguy hiểm của Lưu Nguyệt lên mấy lần. Một năm trước, thực lực của hắn và Lưu Nguyệt ngang nhau, mà thời gian một năm này, thực lực của hắn được tăng vọt một cách khủng bố, từ nhân cấp đạt lên đến địa cấp tầng 8, mà một quyền vừa rồi hắn càng không chút bảo lưu thực lực, nhưng cho dù như vậy vẫn bị Lưu Nguyệt dễ dàng tránh thoát. Nói cách khác, Lưu Nguyệt cũng có được thực lực địa cấp tầng 8. Trong lòng Phương Minh rất rõ ràng, về thực lực của Lưu Nguyệt chỉ có hai cách giải thích. Cách giải thích thứ nhất là trong thời gian một năm này, Lưu Nguyệt cũng giống như mình đạt được cơ duyên to lớn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Một cách giải thích khác là năm đó Lưu Nguyệt ẩn tàng thực lực của chính mình, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Nghĩ đến khả năng thứ hai, trong đầu Phương Minh đột nhiên xuất hiện một ý niệm hoang đường. Thậm chí cũng không phải là thực lực chân chính của Lưu Nguyệt, có lẽ Lưu Nguyệt vẫn che giấu thực lực. Sẽ xuất hiện ý niệm này không phải là không có đạo lý. Thử nghĩ một chút xem, lần đầu tiên Phương Minh là nhân cấp đỉnh, Lưu Nguyệt cũng là như vậy. Mà bây giờ Phương Minh là địa cấp tầng 8, Lưu Nguyệt cũng là địa cấp tầng 8. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Kỳ thật, cậu nên tin tôi. Đột nhiên nét mặt của Lưu Nguyệt trở nên trịnh trọng, nói ra một câu, khiến cho Phương Minh nhíu mày, không có câu trả lời. Chờ đợi Lưu Nguyệt nói câu tiếp theo. Bởi vì cho dù cậu không tin, cậu cũng không làm gì được tôi. Lúc nói ra lời này, Lưu Nguyệt vỗ mắt đùi mình, dùng một loại ánh mắt khiêu khích nhìn về Phương Minh, Giang dấp muốn có bao nhiêu tùy ti tiện liền có bấy nhiêu ti tiện. Phương Minh trầm mặt bởi vì hắn phát hiện thật sự đúng là đạo lý này. Cho nên nha, vì mặt mũi của chính mình, mặc kệ là tin hay là không tin, Cậu cũng phải chèn ép chính mình tin. Cái này gọi là người thức thời mới là trang tuấn kỵ. Lưu Nguyệt đi về Phương Minh, đấm nhẹ một cái lên vai Phương Minh. Dường như không sợ Phương Minh đột nhiên ra tay với hắn ta. Hắn nhẹ răng cười, mấy cái răng trong miệng cực kỳ chói mắt. Chuyện nhà họ Kiều, cậu không cần phải nhúng tay. Bà cụ nhà họ Kiều đã chết rồi. Nhà họ Kiều cũng không khác gì một nhà bình thường anh biết chuyện nhà họ Kiều sao? Hỏi xong câu này, Phương Minh liền phát hiện mình hỏi có chút dư thừa. Nếu như Lưu Nguyệt không biết chuyện nhà họ Kiều, làm sao có thể xuất hiện tại đại viện của nhà họ Kiều? Đương nhiên tôi biết chứ, không phải chỉ là một tên dư nghiệt hoàng thất triều thanh, lợi dụng thủ đoạn của tác mãn gây sóng gió hay sao? Nét mặt của Lưu Nguyệt tràn đầy khinh bỉ, chẳng qua theo sau, chính là cười hi hi, quay qua nói với Phương Minh. Nếu cậu thật sự muốn biết bí mật của nhà Hò Kiều, tôi có thể nói cho cậu biết. Như vậy đi, cậu đưa cây giới chỉ nát kia cho tôi, xem như là trao đổi. Nghe được lời Lưu Nguyệt nhắc tới giới chỉ nát, ban đầu Phương Minh còn sửng sốt một chút, lập tức mới nhớ tới giới chỉ nát là chỉ Thánh Linh giới chỉ. Chẳng qua chiếc dẫn kia không phải thánh vật của tổ chức Hắc Xà mà Lưu Nguyệt đang ở hay sao? Trong lời nói của Lưu Nguyệt, Dĩ nhiên không có một chút ý tôn kính đối với thánh vật của tổ chức. Ôi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Chiếc nhẫn kia bị mất ở trong tay tôi, những lão đầu tử kia cứ nhắc đi nhắc lại trước mặt tôi, khiến cho tôi phát điên. Cho nên trước đó không lâu, tôi đã chém lão già dài dòng lắm chuyện kia một đao, sau đó liền chạy trốn. Thế nào? Nếu không cậu thu lưu tôi đi, tôi rất là dễ nuôi, chỉ cần cho tôi ăn cơm là tốt rồi. Nhìn đầu Lưu Nguyệt đang nhích lại gần còn có gương mặt yêu diễm. Phương Minh tự giác lùi về sau mấy bước, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Vậy cái người không có lương tâm kia, làm sao lại đi rồi? Tên đàn ông phụ lòng, cậu đứng lại đi. Bước chân Phương Minh lại nhanh hơn. Đợi khi bộ dáng Phương Minh biến mất trong sân, dáng tươi cười yêu nghiệt trên mặt Lưu Nguyệt cũng biến mất. Ánh mắt nhìn về một phương hướng khác mà sau đó bóng dáng cũng biến mất ngay tại chỗ. Không phát hiện ra tuần tích, nhưng hẳn là bọn họ ra tay. Cách tứ hợp viện vài dặm trong công viên bên ngoài, Lưu Nguyệt cà nhỏng ngồi trên ghế dài ở công viên, trước mặt hắn, lãnh nguyệt, mặt lạnh đứng ở nơi đó. Vị nhà họ kiều kia, hẳn là đã tới một bước quan trọng rồi. Tuy rằng mấy năm nay vẫn ẩn nấp hoàn hảo, nhưng vào thời khắc cuối vẫn bị bại lộ khí tức. Chỉ là không nghĩ đến, bọn họ sẽ đến nhanh như vậy. Trên mặt của lãnh nguyệt có vẻ bất đắc dĩ. Lần này nhà họ Kiều gặp chuyện không may, có chút ngoài dự liệu của cô ta. Chẳng qua thấy Lưu Nguyệt vẫn một bộ dáng không quan tâm, cô ta không có nhìn được, hừ lạnh một tiếng. Các trưởng lão gọi anh trở về. Trở về làm gì? Lão già kia bị tôi chém một đao. Tôi trở về là chui đầu vào lưới hay sao? Lưu Nguyệt lắc đầu như trống bỏi, một bộ dáng dù có đánh chết cũng không quay về. Nhìn bộ dáng cả lơ phất phơ của Lưu Nguyệt, Lãnh Nguyệt cũng rất là bất đắc dĩ. Nhất là trước đây, khi cô ta nghe được Lưu Nguyệt chém trưởng lão một đao, tức thì bị khiếp sợ đến không biết nên nói cái gì. Bên trong tổ chức, địa vị của trưởng lão là chí cao vô thượng, ra tay với trưởng lão chẳng khác nào là phản bội tổ chức tất nhiên là lọt vào tổ chức truy sát. Nhưng Lưu Nguyệt thì hay rồi, dĩ nhiên trực tiếp chém trưởng lão một đao. Vốn lãnh Nguyệt cho rằng Lưu Nguyệt sẽ gặp phải sự truy sát của tổ chức. Nhưng mà không ngờ các trưởng lão không có bất kỳ cử động gì. Lưu Nguyệt vẫn là một trong tứ đại thiên vương của tổ chức. Nhà họ Kiều kia có đầu mối gì không? Lãnh Nguyệt kiềm chế phiền muộn trong lòng lên tiếng hỏi. Có, lưu nguyệt gật đầu trên mặt hiếm khi có vẻ nghiêm nghị thế nhưng tôi không dám đi tìm tên phương minh kia ở nơi này anh lãnh nguyệt chán nản không biết nên nói gì nhưng đối với chuyện phương minh xuất hiện ở nhà họ kiều hiển nhiên cũng khiến cho cô ta có chút kiên kỵ dù sao chuyện phát sinh ở thượng hải trước đó không lâu cô ta cũng biết đi thôi nhà họ kiều bên kia cũng không có đầu mối gì bất quá tôi nghĩ hẳn là có một người biết một số tin tức hữu dụng đi. Lưu Nguyệt từ trên ghế dài đứng lên, bước chân như lưu tinh nhanh chóng rời đi. Không để ý chút nào tới lãnh Nguyệt đang đứng sau nghiến răng nghiến lợi. Tại hậu viện nhà họ Kiều, khi Phương Minh lại chạy về, trên thực tế chỉ mới trôi qua hơn một phút đồng hồ mà thôi. Mà dì Lưu kia đã ở đó khóc to, hai mắt Kiều Mậu cũng đỏ bừng. Bọn người Diệp Tử Du lại lui ra khỏi phòng đứng trong sân. Loại tràn diện móng tanh này quả thật không thích hợp cho mấy cô gái các cô nhìn. Anh Phương Minh à, anh mới vừa đuổi theo hung thủ hay sao? Thấy Phương Minh trở về, Diệp Tử Du mở miệng hỏi. Không phải. Phương Minh lắc đầu, căn bản hắn không cảm nhận được hung thủ tồn tại. Chỉ ít trước khi hắn bước vào đại viện của nhà họ Kiều, sợ rằng bà nội của Kiều Mậu đã bị ngộ hại về phần lưu nguyệt kia nếu như hắn không đáng nhầm lưu nguyệt hẳn là còn tới trễ hơn mình một chút nhưng hiển nhiên lưu nguyệt tuyệt không ngoài ý muốn đối với cái chết của bà nội kiều mậu trước khi tới phản phất đã biết bà nội của kiều mậu bị ngộ hại anh vào xem tình huống cụ thể trước phương minh dậm chân đi vào phòng trực tiếp đi tới trước thi thể của bà nội kiều mậu khuôn mặt an tường còn có cái đầu bị lọt da lên kia loại tình cảnh quỷ dị này cũng không tạo thành quá nhiều trùng kích đối với tâm lý của hắn. Ở đây, con người phương minh đột nhiên co rút một chút, sau đó đi lên rút chui kiếm màu đen kia ra cầm trên tay. Một cổ khí tức băng hàng trong nháy mắt bắt đầu từ thân kiếm lan tràn mà đến. Luôn khí lạnh này khiến cho hắn rùng mình. Thật là thú vị, dĩ nhiên trực tiếp thương tổn linh hồn. Phương Minh nhìn tiểu kiếm trên tay, mới giây phút vừa rồi khi hắn rút cây kiếm nhỏ này ra, cũng không phải thân thể của hắn không chịu được cổ khí lạnh kia, mà là linh hồn của hắn. Cổ hàng khí kia trực tiếp đi về linh hồn hắn, khiến cho linh hồn của hắn sợ rung. Sau khi nhìn kỹ thanh kiếm, Phương Minh đưa mắt nhìn vào chỗ lỗ kiếm trên đầu thi thể, mắt hơi nheo bởi vì trong lỗ máu, hắn phát hiện một đồ án hơi nhỏ, chẳng qua bởi vì bị tiểu kiếm xen vào, hình vẽ này đã bị hủy diệt chỉ có thể nhìn được phần nửa. Đây là một nửa cung tròn bên trong có bốn đường thẳng, nhưng bởi vì một nửa đồ án còn lại đã bị hủy, cho nên Phương Minh đoán không ra dáng vẻ hoàn chỉnh của hình vẽ này. Cậu mậu à, cậu báo cảnh sát đi. Bà cụ bị người ta sát hại tàn nhẫn như vậy, nhất định phải để cảnh sát tìm ra hung thủ. Dị lưu một bên khóc, một bên hướng về kiều mậu mở miệng hô lên. Mà sau khi Phương Minh nghe thấy như vậy, lại khẽ thở dài một hơi. Vấn đề này không phải cảnh sát bình thường có thể giải quyết, thậm chí sợ rằng còn có thể khiến thế giới quan của nhân viên nghiệm thi xuất hiện đổ nát. Da đầu của một người bị lóc lên là bất kể ra sao đều không thể giữ được nụ cười an tường này. Trong đầu của một người càng không thể nào sẽ xuất hiện một cái đồ án. Chuyện này đã vượt ra khỏi nhận thức của y học hiện đại rồi để tôi báo tin cho cảnh sát thay cho mấy người đi. Nghĩ tới đây, Phương Minh lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại ra ngoài. Đây là số của đường Trân Quốc giao cho hắn, là số điện thoại của ngành đặc biệt chuyên phụ trách những chuyện này. Sau khi nói địa chỉ đơn giản, Phương Minh bắt đầu quan sát đánh giá căn phòng này. Giống hệt như dì Lưu đã nói, nơi này là một Phật đường. Ngày bình thường, bà nội Kiều Mậu niệm kinh ở chỗ này. Ngoài trừ các bàn thờ Phật, thì còn có một vài kinh văn cùng với một cái bộ đoàn. Xem qua một lần không phát hiện ra tin tức hữu dụng gì, sau đó ánh mắt của Phương Minh chuyển hướng về phòng ngủ ở một bên. Đó là gian phòng của bà nội Kiều Mậu. Bước vào, Kiều Mậu đang đắm chìm trong sự thống khổ, cũng không ngăn Phương Minh. Phòng ngủ này không lớn, bên trong chỉ có một số vật dụng gia đình lâu năm. Ánh mắt của Phương Minh quét qua một lần, sau đó cuối cùng nhất là đưa tay đặt trên giường xóc giường chiếu lên trên trên ván gỗ của giường này thình lình để một quyển bút ký thấy được bút ký này con mắt của phương minh sáng ngời quyển bút ký này được đặt ở dưới sàn vậy tất nhiên là bà nội kiều mậu lưu lại rồi thậm chí rất có thể còn ghi chép một số bí mật trên người bà nội kiều mậu cầm lấy quyển bút ký phương minh trực tiếp mở ra chẳng qua trong nháy mắt khi mở ra lông mày của hắn liền nhíu, bởi vì bút ký này đã có người động vào rồi, thiếu rất là nhiều trang, chỉ có mấy tờ nội dung mà thôi. Nhưng chính mấy tờ nội dung này đã đủ khiến Phương Minh nhìn thấy mà hít sâu một hơi. Ngăn chặn sóng gió to lớn đang dâng lên trong lòng, hắn tin tưởng nếu như nội dung của mấy tờ này lưu truyền đến giới tu luyện mà nói, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió to lớn. Với nội dung như vậy, sợ rằng cường giả thiên cấp cũng sẽ kìm nén không được mà chạy đến coi sống mãi chuyển thế thoát luân hồi chỉ mấy chữ mấu chốt này liền có thể khiến tất cả mọi người trong giới tu luyện điên cuồng mục đích của tu luyện là vì gì là vì muốn trở thành cường giả sao mà mục đích trở thành cường giả là vì cái gì làm như vậy là để trường sinh bất tử vậy làm sao mới có thể trường sinh bất tử chỉ có thể là thoát luân hồi. Nhưng trên đời này lại có mấy người có thể làm được điều này. Cho dù những cường giả thiên cấp, thậm chí mạnh như sư phụ mình cũng không cách nào làm được điểm này, mà cổ kim bao nhiêu đế hoàng, càng là vì trường sinh mà hao hết vận mệnh quốc gia. Đương nhiên, cũng không phải nói nội dung trong ghi chép ghi lại chính là con đường trường sinh. Trong ghi chép này chỉ ghi lại một loại phương pháp trường sinh đặc thù cái gọi là trường sinh, rất nhiều người cho rằng là thân thể bất diệt. Mà bên trong giáo lý của đạo tác mãn, thân thể chẳng qua là vật dẫn. Trường sinh là linh hồn bất tử bất diệt. Nhưng linh hồn làm sao có thể giữ vững bất tử bất diệt được? Cao nhân các đời của đạo tác mãn đã nghiên cứu phương diện linh hồn này từ lâu. Rốt cuộc, thật sự bị bọn họ nghiên cứu ra được một con đường. Cho dù là Phật giáo cùng Đạo giáo, kỳ thực đều nhắc tới một điều, đó chính là thân thể chỉ là vật dẫn, vật dẫn chịu tải với linh hồn, như vậy khi thịt thân mục nát, linh hồn phải tiếp tục tồn tại ra sao? Phật giáo gọi là thoát bỉ ngạn, lấy thân thể làm thuyền, đổ đến bỉ ngạn liền coi như là thoát. Thế nhưng, khiến linh hồn vĩnh sinh bất diệt cũng chính là thành Phật, thành Bồ Tát. Mà Đạo giáo coi trọng chém rụng tam thi cải tạo mình, khiến linh hồn lại kỳ thác với thân thể. Về phần đạo tác mãn, thật ra nếu như không phải thấy được bút ký này, Phương Minh tuyệt đối không nghĩ tới, đạo tác mãn lại đi một con đường như vậy. Đem linh hồn ngân tụ thành ấn ký, vứt bỏ thân thể cùng linh hồn, đem ấn ký truyền thừa tiếp. Ấn ký này liền đại biểu cho sống mãi. Nghe rất nguy hiểm, nhưng nếu như đổi một phương thức liền rất dễ lý giải. Tỷ như một người không tên, chỉ có một danh hiệu. Giả thiết danh hiệu này là A, mà chứng minh thân phận A liền là một khối lệnh bài, bên trên có khắc một chữ A. Như vậy khi giao tấm lệnh bài này cho một người khác, thân phận người này chính là A. Chỉ là cái loại gọi là sống mãi này, căn bản quá nằm ngoài sự tưởng tượng của rất nhiều người. Rất nhiều người cũng sẽ nghi ngờ, sống mãi như vậy vẫn tính là sống mãi hay sao? Bởi vì căn bản A kia cũng không phải là A ban đầu. Đứng ở góc độ của mình mà nói, quả thật, không là cùng một người. Nhưng nếu như ở trong mắt của người ngoài, trong mắt những người chưa từng gặp bản nhân A, chỉ nhận lệnh bài. Ai có lệnh bài, người đó chính là A. Đương nhiên, phương pháp đạo tác bản sáng tạo cũng không phải đơn giản như vậy. Dựa theo trong ghi chép nhắc, quan trọng nhất chính là ấn ký. Chỉ có ấn ký tồn tại mới có thể sống mãi mà làm sao truyền thừa ấn ký kỳ tiếp, không cần tiếp tục nhìn ghi chép của Phương Minh thì đều có thể đoán, đó chính là bộ giá y kia. Phương Minh tiếp tục lật xem, thế nhưng trang kế tiếp đã bị xé, mà một trang này nếu như hăng đoán không nhầm, chính là miêu tả cặn kẽ nội dung của ấn ký. Ấn ký, rốt cuộc, ấn ký của đạo tác bản này là gì? Phương Minh nhíu mày, dừng vài giây, mà nội dung sau đó hắn cũng không đọc tiếp được, bởi vì quyển bút ký này đã bị xé rất nhiều trang, cho nên chỉ còn lại một trang cuối. Bọn nó đến, năm đó lần đầu tiên tránh khỏi, nhưng lần này không biết có khả năng tránh thoát được không. Tôi nghĩ có thể đã bại lộ rồi. Tôi có dự cảm, lần này bọn nó sẽ tìm tới cửa. Bọn nó. Nhìn hai chữ này, Phương Minh dừng một chút, ý của những lời này hắn hiểu được đó chính là bà nội kiều mậu đã nhận ra được bản thân có nguy hiểm tính mệnh thậm chí nhiều năm trước cũng đã là thiếu chút gặp phải nguy hiểm chỉ có điều tránh được nói cách khác bọn nó trong này chính là hung thủ đã giết chết bà nội kiều mậu chẳng qua khiến phương minh nghi ngờ là vì sao dùng nó mà không phải là hắn phương minh không tin bà nội kiều mậu sẽ biết sai chữ nội dung của bút ký đến nơi đây im bặt mà dừng khép bút ký phương minh không đặt nó trên giường mà trực tiếp bỏ vào trong ngực mình trong quyển ghi chép này có quá nhiều bí mật tốt nhất vẫn không nên tiết lộ ra ngoài thì hơn bằng không rơi vào trên tay người có giả tâm không chỉ nhà họ kiều không an ổn sợ rằng giới tu luyện cũng sẽ bất an nhà họ kiều không an ổn là vì người nhận được bút ký nhất định là muốn cặn kẽ hiểu loại phương pháp sống mãi của đạo tác mãn. Tất nhiên sẽ điều tra nhà họ Kiều, thậm chí ra tay với nhà họ Kiều để cầu nhận được một số bí mật bí ẩn. Mà những cường giả của giới tu luyện kia, nhất là những người thọ mệnh không nhiều, cũng tất nhiên sẽ bởi vậy mà động tâm, thậm chí còn bắt đầu nếm thử. Ai biết đến lúc đó có thể nổi lên sóng gió cuồn cuộn hay không? Sinh lão bệnh tử là trạng thái bình thường của con người nhưng trên đời này lại có mấy người có thể nhìn thấu. Càng là cường giả sống được lâu, càng thêm tiếc mệnh. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, những người này cũng sẽ không buông bỏ. Anh Kiều à, xin nén bị thương. Phương Minh ra khỏi phòng nhìn Kiều Mậu, mà biểu tình trên mặt Kiều Mậu có chút phức tạp, có phẫn nộ, cũng có sợ hãi, nhưng trong đó còn kèm theo một tia giải thoát. Đối với tâm tình của Kiều Mậu giờ khắc này Phương Minh thật ra cũng có thể lý giải. Người chết là bà nội anh ta, là người thân thiết nhất của anh ta. Đương nhiên anh ta rất tức giận, mà sợ hãi là vì trạng thái tử vong của bà nội anh ta. Về phần giải thoát, bà nội anh ta chết rồi, cũng có nghĩa dịp mai thoát khỏi âm mưu. Anh ta có thể chân chính ở cùng người phụ nữ mà anh ta yêu, mà không cần lo lắng việc gì. An ủi kiều mậu vài câu, Phương Minh liền đi ra khỏi Phật đường bà lan sợ sở cũng biết lúc này các cô tiếp tục ở lại nhà họ kiều cũng không còn thích hợp lập tức đoàn người chào hỏi cùng kiều mậu sau đó rời đi đương nhiên dịp mai thì ở lại ôi không nghĩ tới vậy mà nhà họ kiều xảy ra chuyện như vậy vậy mà bà nội kiều lại bị trúng độc thủ người hành hung này quá là độc ác không sợ gặp phải bao ứng hay sao trên đường trở về phương minh cũng không lên xe trần trạch mà ngồi trên xe Lăng sở sở, bởi vì vừa rồi lăng sở sở đã gọi điện cho cô của cô ấy, mà lăng Mộ Mai biết Phương Minh ở thủ đô cũng mừng rỡ vạn phần, nhất định muốn gặp được Phương Minh. Chẳng qua trên xe ngoài trừ Phương Minh còn có Lăng Duy, bởi vì Lăng Sở Sở muốn đi qua chỗ Lăng Mộ Mai, đương nhiên không thể dẫn theo Trương Thư Thần cùng đi, mà ngày hôm nay Trương Thư Thần không lái xe tới, rốt cuộc xe của Lăng Duy liền bị Trương Thư Thần trưng dụng về phần Diệp Tử Du cùng Đường Diễm thì được Trần Trạch đưa về trường học. Chị à, tại sao cô phải gặp anh ta? Cô biết anh ta sao? Trên xe nét mặt của Lăng Duy tràn đầy buồn bực. Cô mình là ai chứ? Là chủ tịch tập đoàn Nghiễm Niên. Ngày bình thường đến một khu cũng là người đứng đầu khu đó tự mình tiếp đón. Ngay cả cậu ta có đôi khi một tháng cũng không nhất định có thể gặp được cô mình một lần. Vậy mà cô mình lại cố ý rút chút thời gian đến gặp tên này khiến trong lòng của cậu ta có chút không thăng bằng. Quen biết, Phương Minh còn là cô vấn dược liệu của Nghiễm Niên Đường đó. Đương nhiên, Lăng sợ Sở sẽ không nói ra cô mình là mẹ của Phương Minh, vì vậy liền mang ra thân phận cô vấn dược liệu của Nghiễm Niên Đường. Chẳng qua, đáp án này không khiến Lăng Duy cảm thấy hài lòng. Nghiễm Niên Đường chẳng qua là một công ty của tập đoàn Nghiễm Niên, tương đối kiếm ra tiền một chút thôi, quản lý cao cấp của một chi nhánh công ty dường như còn không thể khiến cô mình để ý đến như vậy lăng duy còn muốn hỏi tiếp thế nhưng như ánh mắt nhìn chăm chăm của chị gái nhà mình rốt cuộc ngoan ngoãn cầm miệng xe chạy về tổng công ty của tập đoàn nghiễm niên ở thủ đô chẳng qua mới đi được nửa đường điện thoại của lăng sợ sở, sở đột nhiên vang alo cái gì đột nhiên bà nội té bất tỉnh dạ dạ rồi cháu lập tức tới ngay uhm, em trai cùng ở chỗ này chúng cháu sẽ cùng nhau qua. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Lăng sợ sở mang theo lo lắng, mà Lăng Duy nghe được cũng lập tức truy hỏi. Chị à, bà nội sao rồi? Điện thoại là người trong nhà gọi tới, vừa nãy khi bà nội đang tản bộ, đột nhiên ngã xuống, bây giờ được đưa đến bệnh viện rồi. Cô muốn chúng ta trực tiếp đến bệnh viện. Vậy thì chúng ta đi mau mau đi. Lăng Duy gật đầu, tuy rằng hắn quần là áo lụa, nhưng vẫn rất có hiếu nha, nghe được bà nội nhà mình gặp chuyện không may lập tức lòng nóng như lửa đốt trong lòng cô lăng sợ sở, sở cũng rất lo trực tiếp chạy về phía bệnh viện mà phản phất hai chị em đều không để ý đến phương minh còn đang trên xe lăng duy thật sự không để mắt nhưng lăng sợ sở, sở lại không phải như vậy sợ dĩ cô không gọi phương minh xuống xe mà là để phương minh theo bọn họ đi đó là vì cô biết phương minh là con trai của cô mình bà nội của mình cũng là bà ngoại của phương minh lúc này để phương minh theo thăm bà là đúng với tư cách là người trong cuộc phương minh cũng không mở miệng nói mình muốn xuống xe bởi vì trong lòng hắn cũng biết bà nội của lăng sợ sở, sở chính là bà ngoại mình tuy rằng hiện nay hắn còn không nghĩ tới chuyện nhận thân với mẹ mình nhưng nghe đến bà ngoại mình bị ngã được đưa đến bệnh viện trong lòng cũng có chút lo nghĩ nửa giờ sau xe lái vào bệnh viện lăng sợ sở, sở cùng lăng duy xuống xe khi thấy Phương Minh cũng theo xuống, Lăng Duy ngây ngỡ người, lúc này mới nhớ tới Phương Minh, bất mãn nói. Hôm nay cô tôi không có thời gian rảnh để gặp anh đâu, anh theo chúng tôi đến bệnh viện mà làm gì? Tiểu Duy à, em câm miệng cho chị đi. Lăng sợ sở la em trai mình một câu rồi đưa mắt nhìn Phương Minh tìm một lý do. Phương Minh à, tôi biết cậu có một chút bản lĩnh đặc thù, có thể sẽ có trợ giúp đối với bệnh tình của bà nội tôi cho nên theo chúng tôi cùng lên xem một chút đi. Đối với việc lăng sợ sở mượn cớ, Phương Minh cũng không vạch trần. Tuy rằng tự mình có chút bản lĩnh, nhưng cũng không phải là bác sĩ. Một người già ngã xuống, bản thân mình có thể hỗ trợ gì đây? Đến lúc đó lên xem, có thể giúp được gì, nhất định tôi sẽ giúp. Được rồi, vậy cùng nhau lên. Lăng sợ sở gật đầu đi phía trước, dẫn đường. Tuy rằng Lăng Duy bất mãn, nhưng lúc này cũng không dám nói gì, hiện nay quan trọng nhất là nhìn thấy bà nội hiểu rõ tình huống của bà bệnh viện này rất nổi danh ở thủ đô có rất nhiều bệnh nhân nhưng tòa nhà lăn sợ sở, sở dẫn theo phương minh đi lại không nhiều bởi vì tòa nhà cao tầng này chỉ có người có thân phận nhất định mới có thể vào bệnh nhân bên trong đều là cán bộ cấp cao chân chính đi thang máy buộc đường đến tầng giải phẫu khi cửa thang máy mở ra phương minh thấy rõ thời khắc này trên hành lang đã có không ít người đang đứng, mà Phương Minh cũng lập tức thấy Lăng Mộ Mai với nét mặt lo âu. Bên cạnh Lăng Mộ Mai có một người đàn ông trung niên, hơi lớn tuổi một chút đang đứng. Lấy tướng thuật của Phương Minh tự nhiên có thể thấy, người đàn ông trung niên này cùng Lăng Mộ Mai là tướng anh em, Nói cách khác người này là cậu của mình. Kết thúc tập 121 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi